Hello nha, chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình là Từ Từ Đường Phố đây. Rất vui khi gặp lại mọi người nha. Chúc mọi người những phút giây thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em hãy nhớ like, share, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để chuông thông báo nhận được giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cứ bắt đầu video cho anh em một buổi trưa vui vẻ nha, ăn cơm ngon miệng và xem video mình một cách vui vẻ và thoải mái. Thế thì hôm nay mình lại giới thiệu cho anh em một tựa đề game mới nha mọi người nha. Game này tựa đề game này thì gần như là Pika anh em. Game một tựa đề là Mon S. TR tiếp tục còn đưa anh em vào NR nữa à? SAPP HI RE đâu ta, hôm qua mình vừa mới cài đặt game đâu ta. Khó quá. Phải ứng dụng của tôi, tí mình sẽ lấy link để lên cho anh em nhá. Đã cài đặt này, tí mình sẽ đặt link lên cho anh em tải cho dễ. Đây anh em. Đó, game đây. Hay do mình có sai thì không biết. Đó là game này nha mọi người nhé. Game này tựa y chang Pika điện thoại luôn. Tí mình sẽ lấy link mình để vào dưới phần mô tả cũng như phần bình luận cho anh em nhé. Anh em nào muốn tải thì có thể vào đấy tải luôn nha. Giờ ta sẽ vào game để thử luôn cho anh em xem. Một tổ cái đồ họa này thì đồ họa nó hơi hoạt hình một tí, anh em nhìn nó hơi chói lòa tí. Đó, tài khoản thì cũng dễ lập thôi, anh em chỉ ấn bên này này, nó sẽ cho anh em lập sẵn. Thế này anh em thấy làm được rồi, thế qua mình có lập một cái nick sẵn rồi. Bây giờ sẽ vào, mình sẽ vào xem vào 91 để cày view lại, cày cho anh em xem giai đoạn đầu như nào nhá. Vô nào. Nhạc game cũng khá là hay anh em. Biết anh em nghe nào, chứ hôm qua mình ngồi chơi nghe nhạc game này thì công nhận cũng rất là hay. Nghe cũng vui vui tai. Nó cũng nói chung là Pika điện thoại như nào thì game này nó thật thì nó cũng tựa y chang đến luôn anh em, không khác tí nào hết ạ. Rồi chúng ta có thể chiêm ngưỡng đàn bét tấn công ở độ cực chiến cao nhất nha mọi người nha. Đấy, xe cool tấn công x2. Tiếp theo đến anti, anti nó cuốn tấn công quần thể này, ba con đầu tiên anh em, ba em đầu tiên. Đó. Tiếp theo đến giải cầu nha. Giải cầu là một đơn thể luôn. Nào cũng bay em à. Đấy. Tiếp tục biệt đồ bạn anh em. Đó. Ở phiên bản này thì con rồng sẽ là mạnh nhất theo mình được biết thôi anh em. Đó, skill đánh bên này nó vá thì cũng sống động anh em, nhìn cũng nói chung là mình nói là nó y chang, thực dạng nó y chang của Pika điện thoại anh em. Loại Pika nhà này thì cái này nó cũng tựa y chang như vậy. Đấy, đánh phát đi gần hết. Đấy, tiếp theo tiến hóa này anh em này, tiến hóa rất là chất luôn, tiến hóa luôn này. Nhìn rất là đẹp, hôm qua lúc mình mới vào chơi qua mình cũng chơi thử một đoạn rồi anh em, nhìn rất là vui. Đó là cháu rồng này, nhìn nha. Pikachu lên tấn công này nha. Rồi khách ninja luôn chứ đâu không cho ăn rồng, con rồng thì tấn công cuối. Rồi ếch ninja tấn công này anh em, rồng tấn công này anh em này, kêu này bay lên trời xanh luôn nha. Đấy. Đấy, được thọc đầu không thổi nữa mới sợ anh em, nhìn thấy chưa? Chất lừ. Một phát chết hết team bạn, còn mỗi em này thôi. Không ăn thua, hắn của em rồng bên chúng ta ăn sống. Bên này con rồng này hôm qua lúc mà mình nhìn thấy trước khi mình tải về thì con rồng nó tiến hóa được 3 màu nha. Nó cắp con ấy lên này anh em, bay ra khỏi trái đất luôn. Đấy, đâu phải đùa đâu. Đừng đùa với chúng tôi anh em hiểu không? Con này tiến hóa được 3 loại nha. Nước rồi à, như là nước mới điện nữa. Ở phiên bản này này. Lúc này lên vào 80, lúc qua lúc mình trước khi tải game mình có tìm hiểu qua. Giờ thì mình bắt đầu chơi cày cuốc chứ mình cũng chưa chơi trên trên đâu. Đó. Win. Rồi giờ tăng ta thì bắt đầu đi làm theo hướng dẫn này.
đi kiểu như là anh em kiểu đi phiêu lưu ngay từ ban đầu tiên ấy, y chang luôn anh em, không không lệch một tí gì luôn. Bên này mình thấy nó ở chỗ này nó chân thật hơn. Đó, bắt đầu chúng ta đi phiêu lưu này. Mới đầu vào thì nó sẽ tặng anh em một con hoa poke hồi máu thôi, nhưng mà anh em gần đi cuối nó mới cho nha. Toàn tiếng Anh anh em, nó không có bản Việt, chưa có bản Việt nha. Này nó có điểm hay thế này. Đấy, vừa tròn nhanh anh em nha. Nhấp vào, nó sẽ nổ ra tiếp này. Đó, nó sẽ dồn sát thương x2 anh em. Mình thích ở cái chỗ này này. Rất là vui. Anh em nhìn nha, tấn công này. Bot cũng thế thôi. Rồi, giờ em bút mouse sẽ xuất hiện nha. Đấy, bút máu này anh em ơi. Nó kêu lên bút máu này. Nhìn rất là đẹp. Pikachu. Kêu nó có nhận vui thật anh em, đánh bên này mình thấy vui nha. Chứ biết chơi thì sao khó khăn hay không. Bên anh em thấy trò chơi này thế nào. Chính anh em, bên anh em thấy thương thú trò chơi nhắn thì thấy comment bên dưới nha. Đó. Đập trứng này anh em này, đây cũng có đập trứng nha. Đây, đây em gà nhỉ, nhìn em gà mới cả em ấy anh em. Nhìn rất là đặc sắc. Bữa nay mình hơi bận, không nhiều thời gian chơi em này cho nó chơi nhiều game cho lắm. Nhưng mà mình vẫn chơi cố gắng làm anh em thích. Rồi ra trận thôi, tiếp tục. Anh em nhìn đoạn này mới vui này. Mình thề luôn đoạn này vui cực độ luôn, hôm qua mình xem rồi. Hôm qua mình xem rồi nha. Chưa đâu, cái đoạn này cứ đánh xong bọn này đấy anh em, cứ phải đánh xong bọn này đấy nha. Rồi, đây bắt đầu này anh em này. Đó, đây hai nha. Nếu các bạn hành tâm muốn biết thì chúng tôi xin trả lời. Đoạn này mình không ghép nhạc, mình ghép đoạn này mới vui. Vì máy máy tính mình nó đang bị mất đoạn nhạc này anh em, mình đừng ghép đoạn này. Như chúng ta đang được xem hoạt hình anh em. Nhìn nhìn thấy không? Rất là hay. Bắn cho không trượt phát nào luôn anh em, đánh ngất luôn. Đó, lại lên cấp. Nói chung ra lần đầu nó chỉ chúng ta rất là nhiều nâng cấp cũng như là các thứ các kiểu anh em. Đây là nó tiếng Anh hơi khó chơi tí nhưng mà nếu anh em chịu khó một tí thì nó cũng dễ hiểu thôi. Đó, nó chỉ chúng ta cũng gần hết mà. Úp này. Đó. Úp. Cái đó tiến hóa lên anh em, tiến hóa lên xanh đỏ vàng trắng, từ trắng lên xanh đỏ vàng rồi lên tím lên đồ đấy anh em. Đó, nó tiếp tục đi nha. Tiếp tục nào. Tấn công. Nhưng đánh bên này nói chung mình thấy hay nha. Hay như các bạn này. Đó. Úi giời ơi, hay nhau giấm đạp điên hoàn luôn. Cái kiểu như gọi là đúng là phối hợp kill đấy nha. Tiếp tục này, tiếp tục này. Boss nha, đây là boss á, tí bắt luôn. Tung kêu đạn mù cái thứ các kiểu rất chết. Hay khiến nhau đánh không trượt phát nào. Mấy anh em chơi nhà cho mình thấy chơi, mình chơi nhà mình thấy rất là vui. Nói chung tùy trải nghiệm mỗi người thôi. Nếu mình thấy game này thì công nhận mình phải nói là rất là vui nha. Đấy, nói anh em trải nghiệm nào thì mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà nếu mà anh em hứng thú thì có comment phía dưới nha để mình biết nha. Đấy, ném bốp. Đấy, thu hồi. Sao?
Em Pokemon đã được trở về với chúng ta. Đó, đã bắt thành công nha. Bắt được luôn anh em. Con này bắt được luôn này. Đa nó cho mình luôn con ấy giờ. Tí còn cho mình nâng sao nữa mà. Và tiếng Anh nhiều quá mình sẽ bỏ qua nhiều hơn. Rồi, ok. Giờ nó gọi mạnh này anh em này. Hãy triệu hồi Zygra thời liên thiếu trở về team. Chúng cháu Zygra luôn anh em. Đấy, ra trận. Xong đi tiến tiếp. Đấy, qua màn 2 nha. Qua khu vực 2 này. Đấy, đến vùng tiếp theo. Vùng này thì mình không rõ, nó không ghi tiếng Việt. Nếu mà ghi tiếng Việt thì có thể biết nha. À, vùng thứ 2. Rồi, chiến đấu thôi. Bây giờ chúng ta có thể bật chế độ auto này. Đó, chưa, 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 tí nữa. X2 này. X2 này. Đó, đây có chế độ auto nữa nha anh em. Đó, giờ chúng ta sẽ chiến đấu một cách tự động. Nhưng mà khi tự động thì lượng sát thương gây ra nó sẽ không được liên hoàn đấy nha. Nó chỉ ở tầm trung thôi anh em, thấy nó chỉ đánh ở tầm B thôi nha. Cho nên chúng ta đánh thì SS lượng sát thương sẽ cao hơn. Nên ví dụ như chúng ta có cày cuốc vượt ải thì chúng ta nên đánh bằng tay sẽ mạnh hơn nhiều nha. Này anh em thấy. Tiến hóa. Tiến hóa anh em. Đó, cho nó tiến hóa. Ở đây rất hay, tiến hóa luôn trong trận là nhìn rất là điêu, không biết là về sau đánh lên có tiểu tiến hóa này không hay là phải tự mình nâng cấp bên ngoài thì không biết, nhưng mà lúc một chơi nhìn nó mà được tiến hóa trực tiếp này thì rất là vui nha. Hay kiểu nhận vật phẩm tiến hóa trực tiếp trong game này thì chơi thế trải nghiệm nó rất là cao luôn anh em. Win. Rồi chúng ta tiếp tục đến màn tiếp theo. Rồi nó chỉ chúng ta nâng cấp này anh em này, đây là level up nha. Đây là up. À đâu đâu nên nâng sao nữa. Nâng sao level up ở trên, quên mình nó lộn. Đó, xong ta sẽ đi tiến hóa này. Thì mình mới bảo là không biết là về sau nó có cho mình tiến hóa hay không. Hay là cứ phải tiến hóa ngoài rồi thôi chứ không được trong trận nữa. Chứ mình thích trong trận hơn, nhìn trong trận nó rất là đẹp. Đó. Tiếp tục. Rất là nhiều, nói chung là đây Pokemon bên này cũng rất nhiều anh em, tư chất cũng có nha anh em, để ý tư chất, nó cũng có tư chất các thứ các kiểu. Nhưng tựa Pika thôi, cũng thể loại game xếp trận chiến đấu đấy anh em. Nó đánh chỉ được hạng B thôi nha, nếu mà auto là chúng ta chỉ được đánh hạng B thôi. B, A nó cùng, đó. Nói chung là không ăn thua lắm. Ở đây chúng ta sẽ đánh tay nha, mình sẽ đánh tay trận cho anh em xem này, nó con dốc này. No, ghê. Một phát, hai phát, ba phát. Combo liên hoàn SS luôn anh em, lượng sát thương gây ra là tối đa. Hồi HP. Tấn công đi. Rồi đây là Pikachu. Đấm đạp liên tục anh em nhìn thấy không? Nào lên đánh đạp đánh liên tục. Win ngay. Cái này gọi là đánh hội đồng đấy. Tiếp tục nào. Nó chỉ dẫn chúng ta đến tận hình như level 8 thì phải, mình nhớ qua. Hôm qua chỉ dẫn đến tận mình nhớ là đến level 8 hay là level 7 á. Này qua màn này nó hết chỉ dẫn thì phải này. Này qua màn này nó hết chỉ dẫn, mình sẽ ra ngoài cho anh em xem. Nói chung thì chúng ta chơi này thì chúng ta nên đánh bằng tay nhàn thì vui hơn. Trải nghiệm mới. Đấy. Combo liên hoàn không trượt phát nào anh em. Đấy. Đánh dồn dập liên tục luôn. Tune 2. Lại boss. Boss sâu. Sâu mà to à. Sâu mà to à. Pikachu. Từng qua đánh giờ mình nhớ nhất cái câu ấy rồi anh em. Pikachu. Trong chơi tựa game này nói chung là rất là vui luôn. Anh em thấy.
nấu tùy trải nghiệm mỗi người thôi, không nhờ anh em kêu game này như thế này rồi này như thế kia đâu. Đây mình làm anh em hứng thú định tải về chơi cùng thôi, chơi cho vui. Đó, lâu lâu mình kiếm được một số game hay thì mình muốn chia sẻ cùng anh em chơi cùng cho nó vui thôi. Win. Ok, vậy là chúng ta đã xong. Sau lần này như là hết chỉ dẫn rồi nha. Mình chẳng nhớ rõ lắm, sau lần này là sao ấy. Nói chung là mình qua mình có chơi trải nghiệm qua một đoạn rồi. Điều này mình giới thiệu anh em chơi, mình chơi cũng khá là hay. Này, đoạn này sau đoạn này này. Đó, giờ chúng ta có thể nhận đi nhận thưởng rồi. Đó. Này. Đây chúng ta có thể úp này anh em này. Đây. Lần tiếp nha. Đó. Lần nữa là nó sẽ lên xanh anh em. Nó như vậy đó. Nó chúng ta sẽ lần nâng chứ không phải là bét đỏ ở đây không có nha. Chúng ta sẽ lần dần lên. Ở đây là even. Đây là even tín nhận này anh em này. Nói chung là nó cũng đầy đủ. Nói chung chơi bên này mình thấy cũng đầy đủ. Đây có nhận nữa là anh em này nhận thưởng mua này. Đây là chắc là X10. Phải không? X10 hay là nạp đây không biết. Nhưng mà nói chung nhận được cái này thì quá ngon luôn. Chuyện búa này. Đây chuyện đạo cụ mang. Đây nhận thưởng anh em. Đây là nhận thưởng nha, chúng ta có thể nhận thưởng. Qua biểu ngôn mình nhận là mình biết. Đây đoạn này chúng ta nhận thưởng này. Quá chơi quà luôn. Ngoài ra thì bên này nó hỗ trợ nạp bằng sim luôn. Đây anh em nạp SMS đây. Nếu anh em thích game này thì cứ comment phía trước, mình sẽ cày và mình sẽ nạp đầu và trẻ chơi thử cho anh em xem cháu rồng như thế nào nha. Video hôm nay thì chỉ kết thúc này thôi. Anh em thấy game này như nào thì có thể comment phía dưới để mình biết luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ.